nhằm giúp quý Phật tử có được những giây phút tĩnh lặng và bình an sau khoảng thời gian bộn bề với công việc. Đồng thời đây là dịp kỷ niệm 39 năm xuất gia của Thượng tọa trụ trì chùa Phật Quang. Tối ngày 30 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 16 tháng 8 âm lịch tại chùa Phật Quang, phường Vĩnh Quang, thành phố Sạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức đêm thiền trà chủ đề ân đức sư trưởng. Quang Lâm tham dự đêm thiền trà có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng Hai Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực, kiêm trưởng Ban Tăng sự, Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì Chùa Phật Quang. Thượng tọa Thích Minh Thân, trưởng Ban Hoàng Pháp Phật giáo tỉnh. Đại đức Thích Minh Thành, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Tông Môn Tổ đình Phật Quang và Quý Phật tử tham dự trong giây phút lắng động đạo tràng cùng lắng lòng nghe chuông tĩnh tọa đưa tâm về với chánh niệm theo truyền thống phật giáo để tâm trở về nơi an trú thoát khỏi những sự lo lắng phiền não và cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp bên thầy tổ và những công tác phật sự đã qua với ý nghĩa đặc biệt của buổi thiền trà lần này trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị hội chúng cùng lắng nghe thời pháp của thượng tòa thích minh nhẫn giảng giải về ý nghĩa ân đức sư trưởng tứ trọng ân bốn ân nặng mà người phật tử phải cố gắng đền đáp cho vuông tròn làm người chúng ta nên ghi nhớ tứ trọng ân ân cha mẹ ân sư trưởng ân thí chủ ân đất nước ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền Nhờ ân đức sư trưởng dạy công dạy dỗ mà chúng ta được tăng trưởng lòng từ, biết yêu thương và cảm thông mọi người, biết lắng nghe thấu hiểu, sống trong sự hỷ xã thanh cao thiện lành, thấy được chơn ngụy quấy ác. Để chúng ta trao dồi tâm tánh mà sống có đạo hạnh gần gũi thân thiện với tha nhân, Sư trưởng là những vị thầy cô đã dạy dỗ mình, khai mở cho mình học hành có trí tuệ hiểu biết từ lúc ngây thơ đến lúc trưởng thành. Ơn cha mẹ trong lòng mỗi người con nổi niềm tưởng nhớ đến ơn đức sâu dày của cha mẹ. Đạo Phật luôn lấy chữ hiếu làm đầu bởi tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Do đó, Thượng tọa mong rằng quý Phật tử cố gắng tránh xa các điều ác, cố gắng nỗ lực tinh tấn để báo đáp tứ trọng ân, làm nhiều việc thiện lành, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Dưới những ánh nến lung linh, toàn thể hội chúng cùng thưởng thức hương thơm và mùi vị của trà, qua đó khơi dậy sự chánh niệm tỉnh giác, từ đó chế tác ra những chất liệu từ bi, hỷ xả, vô ngã vị tha, vượt qua những nỗi khổ niềm đau của bản thân và trao truyền năng lượng bình an hạnh phúc đến với những người mình thương yêu.